Đây cặp loa này em gửi cho anh trai ở Bắc Linh nhá. ID 11 12 3 4 5 6 7. Rồi con này chất âm cực kỳ hay. Thật đẹp nhá. Lau chùi để xinh sạch đẹp rồi. Chắc anh hay lắm, bass của anh cũng rất là hay. Mình vừa mở chỉ có loa thôi nhé, không có zoom. Quá rẻ các bạn. Kiếm đâu cặp loa như này mức giá chỉ có 10.600.000, quá rẻ. Một cặp cuối cùng. Đó. Bài này thì mình vũ hết rồi các bác nhá. Em thì còn rất là nhiều những dòng loa bát 30 rất là nhiều thương hiệu khác nhau, toàn những hàng chất. Những XTA. Hoặc là những rất đẳng cấp hay lắm. Anh em có nhu cầu thì cứ kết nối follow kênh của mình Vũ nhé. Rồi, chào các bạn.